Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Tô Xanh của mình, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tô màu cho một cậu bé đang ngồi nướng xúc xích như này nhé. Và mời mọi người cùng mình đón xem mình sẽ tô xanh như thế nào. Chị ơi, em vừa cắn vừa bảo chị cái đấy là UFO tí thì em lại bảo thằng này đang nướng UFO. Trên xúc xích mình sẽ tô màu cam. Mình sẽ tô màu đỏ. Và chiếc cổ áo mình cũng tô màu đỏ. Và một ít phần ngọn lửa bên dưới mình sẽ dùng màu xanh dương để tô. Mình sẽ tô màu nâu. Đưa giày của chú Hề, mình sẽ tô màu đen. Phần thức của cậu bé mình sẽ tô màu đen. Bông bay này mình sẽ tô màu cuốn. Vâng, vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Mình sẽ tô màu xanh. Chiếc áo của cậu bé mình sẽ dùng màu hồng ngoại để tô. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh bức tranh của mình. Hôm nay mình hoàn thành bức tranh chú có đang nằm trong bồn tắm như thế này nhá. Mọi người muốn cho xem mình hoàn thành bức tranh này như thế nào? Quần áo mình sẽ tô màu tím. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh tô tranh của mình, và hôm nay các bạn cùng mình có bức tranh con hen, con mèo Thích Kỳ và Nhân Chú Quân mình nhé. Cùng xem giải quả của mình sẽ tô như thế nào. Nhưng con bướm này mình sẽ tô màu hồng và màu cam màu đỏ. Trước tiên mình sẽ tô màu hồng. Các ở đây mình sẽ dùng màu vàng. Tiếp theo mình sẽ tô màu cam. Và phần đất này mình sẽ tô màu xanh lá đó. Và gốc cây này mình sẽ tô màu vàng.
thành sự bức tranh như này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.